chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em có món mực trứng rất là to này. Đây là loại mực trứng to nhé. Rất là tươi ngon, tuyệt vời luôn ạ. Khoảng 6-7 con một cân, loại mực trứng to anh chị nha. Loại này rất là đầy trứng này. Tươi rói luôn. Nhiều anh chị nha. Trứng to bằng giá trứng nhỏ bằng nhau 390.000 một cân. Anh chị thích loại nào thì ấy. Cái này đưa vào đánh dấu ạ. À? Đánh dấu ghi vào cái này không? Cái đấy với cái này là một loại tất ạ? Ờ, một loại tất. Em lấy cái ghim này, em ghim lên tên này. Không, cái này giống mực ấy mà, giống mực 67 mà, giống mực ống. Em ghi mực trứng cho chị. Được rồi em ơi này, bê vào đi.